Bạch sư cho con hỏi, xin sư giảng cho con biết rõ hơn về ngũ uẩn, mở ngoặc sự sanh diệt của sắc thọ tưởng hành thức. Khi chúng ta quan sát cái cảm thọ, đầu tiên ấy, là chúng ta thấy là quan sát trên các thức là nhãn thức nè, nhĩ thức nè, tỷ thức nè, thiệt thức nè, thân thức và ý thức. Thì sư ví dụ cái rõ rệt nhất là cái thân thức. Thì khi chúng ta quan sát cảm thọ nơi thân thức thì chúng ta thấy rằng khi thức xuất hiện, tức là thân thức, vì có cái thân thức này mà có sự xúc, mới có xúc, tức có sự tiếp xúc với các cảnh. Chính vì có xúc cho nên có thọ. Khi có thọ thì nó có tưởng, khi có tưởng nó có tư, khi có tư tưởng tư đó, thì nó có cái sự phản ứng, tức là thích và ghét, tức là hành. Thì như vậy chúng ta quan sát thấy rõ cái tánh tập hợp của nó. Nó giống như là một cái bắp chuối đó, mà nó gồm nhiều cái bẹ chuối, hoặc là giống như là một cái nấm mấy hạt đậu mà nó bao gồm nhiều hạt đậu. Chúng ta thấy rõ các pháp nó là một khối tập hợp, nó không phải là một, và nó không có cái cốt lõi. Và nhìn quan sát thấy nó sanh diệt. Sanh diệt như thế nào? Các cảm thọ liên tục sanh diệt. Thọ lạc hiện tại không phải là thọ lạc quá khứ. Thọ lạc hiện tại không phải là thọ khổ quá khứ. Thọ lạc hiện tại không phải là thọ phi khổ phi lạc quá khứ. Thọ khổ hiện tại không phải là thọ khổ quá khứ. Thọ khổ hiện tại không phải là thọ lạc quá khứ. Thọ khổ hiện tại không phải là thọ phi khổ phi lạc quá khứ. Đây là cái mà quý vị sẽ cảm nhận được khi chúng ta quan sát các thọ. Thì cái sự sinh diệt nó nằm ngay đó. Khi chúng ta quan sát, chú ý hướng tâm đến nó, bản thân sự sinh diệt của nó sẽ được hiển bày một cách rõ ràng. Còn khi mà chúng ta quan sát thân thì chúng ta thấy rõ ràng là cái thân này nó biến động không ngừng. Thở vào nó không phải là thở ra, thở ra nó không phải là thở vào. Các oai nghi được thay đổi liên tục, thì đó chính là sự vô thường.